Bị cáo và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào? Dạ thưa hội đồng xét xử, nạn nhân từng là người yêu của bị cáo. Vậy tại sao bị cáo lại ra tay sát hại chính người mình yêu như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, chỉ vì cô ấy đòi chia tay bị cáo để quen người khác, và trong một phút bốc đồng nông nổi, bị cáo đã không kiểm soát được cơn ghen của mình nên mới ra tay sát hại cô ấy. Việc bị cáo cho rằng ra tay với nạn nhân là do ghen tuông, vậy bị cáo giải thích như thế nào về hành vi cướp tài sản của mình? Dạ thưa hội đồng xét xử, vì trong lúc đó bị cáo rất là sợ. Bị cáo sợ nếu tài sản để lại hiện trường sẽ bị mất, rồi bị cáo sợ mình sẽ bị phát hiện. Và bị cáo biết rằng tài sản đó do chính người yêu mới đã tặng cho người yêu của bị cáo, nên bị cáo mới uất ức. Làm gì trễ vậy? Anh xin lỗi, tại vì thằng Trí lấy xe đi rước bạn gái nó rồi nên anh không có mượn xe của nó được. Nãy giờ chạy bộ đến đây nè. Thôi, tranh thủ đi làm đi em, để trễ giờ của em á. Đi bộ hả? Anh đưa em đi làm mà đi bộ quá hả? Em đi bộ em đi mình cũng được mà. Trời ơi, nhìn lại anh đi. Người ta thì đi xe này xe nọ, còn tôi thì sao? Giết rồi chán quá à. Anh hứa với em rồi, từ từ đi làm có tiền rồi anh sẽ mua xe. Hứa. Thôi chia tay đi, thân ai nấy lo. Rồi xong. Hiền, Hiền, em được nghỉ làm nè. Hiền, Hiền, Hiền ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Hiền ơi, Hiền. Trời ơi, anh để em cho tụi em nghỉ ngơi xíu được không? Anh muốn gặp Hiền. Hiền đi rồi. Hiền mới nói chuyện với anh thất thì mà đi đâu em? Giờ không tin á thì gọi điện cho Hiền hỏi đi. Em cho anh mượn điện thoại được không? Điện thoại của anh hết tiền rồi. Trời, trời ơi, tôi chưa thấy ai như ông luôn á. Anh á lo đi làm có tiền đi rồi yêu, nghèo á như anh á mà yêu, trước sau gì cũng bị bỏ. Sao em không nghe điện thoại? À dạ, à, tại mấy đứa làm chung với em á gọi điện hỏi sao nay em có đi làm, để chút em về em nói chuyện tụi nó sau. À, dạ thôi mình nói chuyện của tụi mình đi anh ha. Sao gọi đổ chuông mà Hiền nghe máy ta? Thì chắc là nó đang bận cái gì đó. Em, một lát Hiền về á, em nói với Hiền gọi lại anh nha. Ừ. Để tiện cho công việc đi lại, anh tặng chiếc xe nha. Ôi, anh làm em bất ngờ quá à. Em cảm ơn anh, nhưng mà em nói trước là em phải trả tiền anh từ từ đó, chứ anh đừng có cho luôn, em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, hai đứa mình yêu nhau thì cái việc anh tặng quà cho em cũng là bình thường thôi mà, đúng không? Ừ. Nè, em cứ nhận đi cho anh vui.
nha. Em cảm ơn anh nha. À, em, lần sau anh đi công tác ở tỉnh, nếu có gì tiện á, em đi chung với anh cho vui nha. À, dạ, để em sắp xếp công việc coi sao anh nha. Nhớ trả lời sớm cho em biết đó nha. Dạ. Này, anh đã nói cho. Cảm ơn anh nha. Em về cẩn thận nha. Dạ, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại em nha. Dạ, em về trước nha. Ngọc ơi. Ôi, trời ơi, xe mới hả? Có quà tặng chị nè. Cảm ơn em nha. Xe đẹp không? Đẹp quá trời luôn á. Mới mua hả? Dạ đâu có đâu. Ở dưới nhà em mới gửi lên cho em để tiện đi làm. Chứ đợi ông Thành hoài á, một tháng á, đi trễ hết 10 ngày, tiền đâu nữa sống. Ừ, chị cũng thấy hả, không có xe đi đã đành, điện thoại á còn không có tiền gọi nữa. Đó đó đó, hồi nãy á mới mượn điện thoại chị gọi cho em á. Ủa vậy hả? Với cậu em chán quá trời luôn á. Chị thấy á nên dứt khoát với lại cái hạng người đó đi, lấy cái thứ đó về hả, đói đã họng. Bởi vậy đáng quá. À, cục nợ tới cơ, bảo trọng nha. Hèn, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em một lần. Chia tay rồi không còn gì để nói hết á. Em có người yêu mới bỏ anh đúng không? Cái đó là chuyện riêng của em, anh không có quyền xí vô. Chiếc xe này ở đâu ra? Em có bạn trai, bạn trai mua cho em. Còn ai như anh, thất nghiệp mà đem như đĩa đói. Em à, chị Hồng ơi, em quýnh em rồi chị Hồng ơi. Chị Hồng ơi à. Anh làm gì vậy? Xin lỗi, tôi nóng tính quá. Nóng á, thì đi về. Chừng nào hết nóng á, rồi quay lại để nói chuyện. Chứ còn đứng ở đây á, tôi gọi công an, đừng nói sao xui á. Bên này, bên đây nè. Bên đây cũng đẹp nè. Nó còn lại chụp nhạc. Thôi, có một hắn tiếng gì không? Đi chụp hình, chụp hình, chụp hình. Em, bên kia có quà đẹp kìa, đi. Ôi, em đi nữa đâu, có chân quá à. Em sao vậy? Hồi nãy anh nói á, đi xe của anh, mà em không chịu, bây giờ em mỏi chân là sao? Ôi, đi cái xe cà tàng của anh hả? Em đi đâu, em mắc cỡ. Thôi, nhõng nhẽo hoài, anh nói với em rồi, bây giờ anh chưa có việc làm, đợi em mốt á, anh có việc làm đi, anh mua xe mới. Mà nè, em thích đi xe gì? Xe tay ga. Mà thôi, chị đâu có tiền đi hay nói. Giờ đi bộ mỗi chân còn chết mà còn mơ. Chứ giờ em muốn làm sao? Anh cõng em đi. Đi, 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 đi. Đi. Hèn hèn. Hèn hèn. Hèn ơi. Cái gì mồ màng quá vậy? Anh tới đây làm chi nữa? Anh muốn gặp Hèn. Hèn nó đi rồi. Anh nó mồ màng quậy phá. Tôi gọi công an á, ráng chịu. Anh làm gì đây đây? Hèn. Đó, chuyện hai người tự giải quyết đi. Anh muốn gặp em nói chuyện dứt khoát một lần được không? Mình chia tay rồi. Em đã có bạn trai mới. Em mới đi chơi bạn trai mới em về nè. Anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra vừa qua cho em. Anh biết vậy thì tốt. Mình vẫn xem nhau như là bạn. Cảm ơn em. Hèn, bây giờ anh muốn mời em đi cà phê bữa cuối được không? Anh hứa là anh sẽ không gây ồn ào đâu. Ừ, thì cũng được. Chị Hồng ơi, lấy cho em mượn cái nón bảo hiểm đi chị Hồng. Cảm ơn em. Để anh trả em cho.
sẽ... Anh đi đâu vậy? Đi uống cà phê chứ đâu em. Anh đi quá xa rồi đó, quay lại đi. Thật ra là anh muốn đưa em đến con đường vắng này, nơi mà ngày xưa khi còn quen nhau, anh với em từng đến đây để mà ngồi tâm sự. Tôi có người yêu rồi. Anh biết. Hiền à, thật sự là anh còn yêu em nhiều lắm. Cho anh hôn em là cuối đi. Không. Thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo mặc cảm với bản thân mình, không có công ăn việc làm ổn định, cô ấy bỏ bị cáo chỉ vì bị cáo nghèo. Vậy bị cáo hẹn nạn nhân uống cà phê, mà sao bị cáo lại chở vô đoạn đường hoang vắng? Bị cáo có mục đích gì? Thưa hội đồng xét xử, chỉ vì bị cáo quá yêu cô ấy, bị cáo muốn níu kéo cô ấy, bị cáo muốn cô ấy là của riêng bị cáo chứ không phải của ai khác. Nhưng mà nhiều ngày lắm. Mẹ, mẹ. Mẹ ơi, con về nè mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ nè. Mẹ. Ủa, mẹ đi đâu mà để cửa trước khóa vậy? Thì mẹ nấu cơm rồi sao nè. Mẹ. Ủa, xe cổ ở đâu mà con chạy vậy? Dạ, xe con mới mua. Trời ơi, lương của con hả? Ba cọc, ba đồng. Mà mỗi khi con nói là con không có đủ xài mà giờ á. À, dạ, à, tháng này con được lên chức tổ trưởng, lương cao hơn mấy tháng trước. Mấy tháng trước con làm công nhân không à mẹ? Vậy hả con? Dạ. Mẹ cũng mừng, chứ mẹ tưởng con á là đua đòi với người ta, rồi á đi mượn xe thì trả cho người ta liền đi. Con biết rồi, mẹ lo xa quá. Thôi, rửa tay rửa mặt rồi vô ăn cơm. Dạ 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 dạ, mẹ vô trước đi. Thank you.
Có phải xe của con mua không? Mệt mẹ quá, hổ hoài. Xe con mua, xe của ai? Bơi rồi đó, cái tiền cướp, bơi rồi đó. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án. Mời đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội. Thưa hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo đã được nêu rõ trong bản cáo trạng. Tôi xin phép không nhắc lại phần luận tội. Tôi chỉ tập trung vào phân tích và làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo, hậu quả của bị cáo gây ra. Áp dụng các điều 51, 52, 55, điều 123, điều 168 của Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình. Trên đây là phần luận tội của tôi. Kính đề nghị hội đồng xét xử lưu tâm xem xét. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời luật sư bào chữa cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi tham dự phiên tòa ngày hôm nay là để bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thành, bị viện kiểm sát truy tố về tội giết người theo khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự và tội cướp tài sản theo điều 168 của Bộ luật Hình sự. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ cũng như theo dõi diễn biến tại phiên tòa ngày hôm nay, tôi thấy bị cáo có nhiều tình tiết được giảm nhẹ. Cụ thể, tại cơ quan điều tra, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đang trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, đã không thể kiểm soát đầy đủ được các hành vi của mình. Hành vi của bị cáo hoàn toàn là bộc phát nhất thời. Vì vậy, căn cứ theo điều 51 và 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, tôi đề nghị hội đồng xét xử hãy xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng mức án tù chung thân để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi xin hết. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo được phép nói lời sau cùng. Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết mình đã sai. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình của Hiền, nhất là mẹ của Hiền. Con xin lỗi bác. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Về phía gia đình bị hại, cô Nguyễn Thanh Hiền, đại diện bị hại là mẹ bị hại, mời bà Nguyễn Thị Linh đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Về phía gia đình bị hại, bà có yêu cầu gì không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi là mẹ của bị hại, cũng xin quý tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo. Vì con tôi nó đã chết rồi, tôi hiểu cảnh là mất con như thế nào. Chỉ xin quý tòa đừng để một người mẹ phải nhìn thấy con chết. Cảm ơn, mời bà ngồi xuống. Mời mọi người đứng lên để nghe tòa tuyên án. Căn cứ vào các điều 51, điều 54, 55, khoản 1, điều 123, điều 168 Bộ luật Hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành 7 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình vì tội giết người,
Tổng hình phạt cho hai tội danh trên, bị cáo phải thi hành là mức án tử hình. Làm gì đó? Lục kiếm tiền phải không? Đâu có làm gì đâu. Đi. Mày đi đâu đó? Tôi đi công chuyện của tôi. Mày mà cũng có công chuyện nữa hả? Mày lại đi với thằng kia nữa chứ gì? Ừ đó thì sao? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày con gái lớn rồi mày phải kiếm công việc gì đó đàng hoàng mà làm. Suốt ngày đi ăn chơi đàn đúng cái gì, gia đình nào nuôi mày nổi? Ủa từ đó anh già anh nuôi tôi hả? Tôi lớn rồi, tôi tự biết lo thân của tôi. Tự lo? Rồi bây giờ mày đi qua đêm nữa chứ gì? Chừng nào tôi thích tôi về, được chưa? Đi! Về nha. Chị vui không? Mày gọi đứa em nữa đó nha. Anh về nha. Bye. Bye. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, không được qua lại với thằng ăn không ngồi rồi đó. Ủa sao anh biết người ta ăn không rồi? Thì nhìn cái mặt nó là tao biết rồi. Chuyện tôi làm, tôi biết. Mày đi qua đêm mày còn trả treo nữa hả? Em yêu ơi, anh tới rồi nè. Liên ơi, cậu về đi. Giờ lần sau đừng đến nhà tôi nữa. Xin lỗi anh nha, tôi tới đây là tôi tìm người yêu tôi, chứ tôi không tìm anh. Không có người yêu nào ở đây hết, cậu đi về. Ai cho anh cái quyền đuổi tôi? Tôi nói cho cậu biết, đây là nhà của tôi. Thứ hai, tôi là anh trai của Liên, và tôi cấm cậu từ bây giờ về sau không được qua lại với nó nữa. Ông làm cái gì vậy? Ai cho ông cái quyền cấm tôi? Tôi đi với ai á? Là quyền của tôi bộ. Anh Tiến à, tuy anh là anh của tôi nhưng tôi lớn rồi, anh làm ơn đừng có xen vô chuyện riêng của tôi nữa. Đi anh. Nè, mày có giỏi á, mày đi luôn đi, đừng về cái nhà này nữa. Nếu anh muốn. Mày còn giác xác về đây làm gì nữa? Tôi về lấy đồ của tôi, chứ tôi không có cần ở cái nhà này đâu. Được, mày vô mày dọn sạch hết đồ của mày đi. Chờ chút. Nhớ, mày đi là đi luôn nha, đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Có chết, tôi cũng không quay lại cái nhà này đâu. Mày. Bye bye. Mày nấu cơm xong chưa? Sao tao hỏi mày không trả lời? Mày nấu cơm xong chưa? Nấu rồi. Mày đem ra đây. Nhanh lên đi. Trời ơi là trời, nói xuống đây mà coi nè. Chồng gì mà tối ngày rượu chè ca gái, làm sao mới sống nổi đây trời. Tao nói cho mày biết, tao chỉ là uống rượu, không ăn chè. Chơi gái
chứ tao không có chơi con trai, hiểu không? Trời ơi, nay còn nói chơi gái nữa hả? Ông đừng quýnh ông đi hả? Ông này đi, ông này ông dám đánh tôi đó hả? Quýnh mày đó rồi sao? Mày đùa chồng con gì vậy á? Con với cái cốc hoài sống sao nói. Anh à, anh đừng có lộn nhẹ nữa nha. Anh không vì em thì cũng phải vì con chứ. Anh cứ như vậy làm sao em sống nổi? Sống nổi hay không á là chuyện của mày. Bây giờ cái nhà này nè là cái nhà của tao. Mày sống không được á thì mày đi. Mày bây giờ có con rồi, mày còn dắt gái về nhà nữa. Nay mày còn dắt đuổi tao nữa hả? Mày có coi tao là vợ không? Liên, mày về đây làm gì nữa ai? Đi ra khỏi nhà tao, đi. Không, tôi không đi á. Đi. Anh bớt nóng đi, có gì thì từ từ tính. Từ từ cái gì? Em có thấy nó hỗn láo với anh gì không? Thì dù sao đi nữa thì nó cũng là em của anh mà. Anh không có cái loại em như nó. Anh cứ nghĩ coi, bây giờ con Liên giờ nó cũng có con nhỏ. Mà anh đuổi nó đi như vậy á thì nó đi đâu và ngủ đâu? Cho nó ở tạm đây đi anh. Đợi mẹ về rồi từ từ mình tính. Nhanh. Ừ. Mày suốt ngày cắm đầu vô điện thoại, không chịu đi làm kiếm tiền. Sao tôi phải đi làm? Mày không đi làm, lo cho mày, lo cho con mày, ai lo? Tôi không thích đi làm á. Cái thứ con gái như mày á, suốt đời chỉ biết ăn bám. Hết bám đàn ông á, về bám gia đình. Ông em đi. Đồ mất dạy. Chị có công việc đi ra ngoài á, em đút cơm cho bé Nhiên ăn giúp chị nha. Cái thứ con gái như mày á, suốt đời chỉ biết ăn bám, bám đàn ông, rồi tới về bám gia đình. Thôi mẹ mày về mẹ mày trách nữa. Thêm cái thằng cha khó ưa khó lọng mày nữa. Nè. Không sao đâu con nha. Sao vậy con? Đây đây đi. Vô đây với mẹ mày tắm cho. Đến mày vô đây mày tắm cho con ha. Ủa mà nó chưa ăn xong mà. Thôi bao nhiêu đó đủ rồi. Đi con. Bạn
thân bị cáo là cô ruột của bị hại Thanh. Cháu Thanh còn rất nhỏ, thế nhưng tại sao bị cáo lại ra tay giả mang như vậy? Dạ, do bị cáo muốn trả thù ba mẹ của cháu. Vì cơn tức giận nên bị cáo không kiềm chế được, đã ra tay giết hại cháu Thanh. Mẹ lên. Rồi. Nè mày thoa xà bông đi. Thoa hết cho người á. Thoa khắp người luôn. Nhanh lên rồi có con quỷ. Lẹ lên. Nhìn mặt nó ghét mà. Nhanh lên mày. Cô đang làm gì đó? Hồi nãy cô làm gì con tôi vậy? Chồng chị nhờ tôi tắm cho nó thì tôi tắm thôi. Cô tắm cho nó hay là cô hành hạ nó? Trời ơi, thì tôi tắm cho nó, rồi tôi dạy cho nó biết, để mai mốt nó tự tắm một mình. Cô dạy nó hay là cô bảo hành nó vậy? Dạy con, dạy cháu á, thì cũng phải dạy cho kỷ luật. Đừng có giả bộ nữa, tôi chứng kiến hết rồi. Chứng kiến gì? Chứng kiến tôi dạy cháu tôi hả? Dạy cháu? Bản thân cô ra gì không mà cô dạy nó? Chị nó ai không ra gì? Tao nói mày đó. Nè, tôi nhịn chị lắm rồi nha. Chị chỉ là chị dâu thôi, chị có quyền gì nói tôi? Dù gì tôi cũng có lòng tự trọng của tôi chứ. Lòng tự trọng? Nè, bản thân cô không có nghề nghiệp, cô ăn bám gia đình tôi. Mà cái loại lẳng lơ giống như cô vậy á, cô chẳng ra gì. Mà còn ném theo một cục nợ về đây nữa. Nè, mày nói lẳng lơ gì hả? Tao nói mày đó. Mày... Trời ơi trời, cái gì vậy, cái gì vậy trời ơi? Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì vậy? Hai chị em đi làm tính cho cười cho thiên hạ hả? Tao đi có một thời gian à, tụi mày tính dỡ lóc nhà tao quá. Cái gì vậy? Nó sao? Mẹ, con nói với mẹ nè, con sống có bạc với gia đình này đâu. Nó không thương con thì thôi, con cũng không trách. Mà nó nở lòng nào á, nó hành hạ cháu của nó. Ừ, rồi cháu của tôi sao rồi? Con cho nó vô trong chổng ngủ rồi. Ồ vậy hả? Mà mẹ, con nói nè, ảnh nhờ con Liên á là tắm cho nó, mà nó nở lòng nào á, nó tạt luôn cả cá nước vô mặt cháu. Nó còn chửi con bé giống như là ăn đòi kiếp nợ gì gì nó. Hôm trước lúc mà đó con nhờ nó rút cơm cho con của con ăn thôi, nó nhét đến nỗi mà con bé không kịp thở luôn. Trời đã vậy nó còn chửi con bé nữa, giống như một kẻ thù vậy á. Chị em đi, cháu tôi thương thì tôi mới dạy nó chứ. Mày mà thương ai? Mày thương bản thân mày thôi. Ủa, mấy người có thương tôi không mà bắt tôi phải thương mấy người? Con tôi cũng là cháu mấy người mà, mấy người có quan tâm không? Con thương mày á mà cho mày ăn bám tới bây giờ hả? Cái thứ như mày á không biết ơn mà còn hành hạ cháu mày nữa hả? Tôi muốn cứu hành hạ cho nó chết mà. Cái gì? Mày nói gì vậy? Mày là cô nó mà ăn nó kiểu đó ra hả? Cái thứ của mày hả? Không biết nhục. Chồng con thì không ra gì, để thiên hạ cười vô mặt tao nè. Rồi về đây á còn hỗn thượng cho anh chị nữa. Chồng con tôi sao? Mà tôi làm gì mấy người phải nhục? Mày nhìn coi, đồ gây hư, hàng xóm này nè, có ai giống mày không hả? Cha mẹ anh chị nói không nghe, quơ một cái thằng không ra gì hả? Rồi về đây nè, cuốn gói gì đây, đồ gây hư. Phải rồi, tôi hư thân mất nết đó cũng là do bà dạy tôi á. Mày nói cái gì hả? Hả? Mày đi ra khỏi nhà tao, không mất gái. Nhà tao không có chứa rồi gái như mày. Đi, đi ra. Quá trời quá đất kìa. Mày đi. Con gái như mày á, suốt đời chỉ biết ăn bám, bám đàn ông, rồi tới về bám gia đình. Bản thân cô không có nghề nghiệp, cô ăn bám gia đình tôi. Nhà ta không có chứa loại gái như mày. Đi ra. Thank you.
Anh Thư, anh Thư, đã vậy á, đã vậy ra ngoài, cứ ra ngoài, không phải đây nữa, không phải đây nữa. Cái thứ như mày, thứ như mày, không biết cơ, còn hành hạ cháu mày nữa hả? Nhà ta không có chứa loại gái như mày, loại gái như mày. Đi ra, đi ra. Vậy sau khi giết cháu Thanh, tại sao bị cáo còn giả mang dứt xác nạn nhân? Dạ, là do lúc đó bị cáo rất là hoảng sợ. Dạ thưa, do bị cáo lo sợ mình sẽ bị phát hiện nên bị cáo đã dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng gia đình. Bị cáo đã thật sự hối hận. Mong anh chị và mẹ tha lỗi cho con. Phía gia đình cháu Thanh, bà Hương có yêu cầu gì không? Xin mời luật sư phòng đại diện bị cáo trình bày ý kiến tranh luận. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi tham gia phiên tòa hôm nay để bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Liên bị viện kiểm sát truy tố về tội giết người. Theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự, sau khi nghe và nghiên cứu hồ sơ vụ án, tôi xin có một số kiến như sau. Mặc dù bị cáo giết cháu Thanh khi chưa đủ 16 tuổi được xem là tình tiết định khung tăng nặng tội phạm và hình phạt thuộc khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, do khi thực hiện hành vi, bị cáo do quá kích động không điều khiển được hành vi của mình cho nên thiếu kiểm soát dẫn đến hành vi giết người. Mặt khác, bị cáo còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác theo khoản 1, điều 51, Bộ luật hình sự. Hơn nữa, do hiện nay, bị cáo nuôi con còn nhỏ. Vì vậy, tôi đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các điều 50, 51 và 54 theo Bộ luật hình sự năm 2015, xem xét và giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho thân chủ của tôi. Tôi xin hết. Xin mời luật sư bào chữa ngồi xuống. Xin mời phía đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm đối đáp với phần tranh luận của luật sư bào chữa. Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa vị luật sư, trong phần trình bày quan điểm bào chữa của mình, vị luật sư đã cho rằng bị cáo giết người là do quá bị kích động mạnh, đồng thời dẫn đến hành vi không kiểm soát được, gây ra hành vi giết người dã man như vậy. Đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt thấp nhất dành cho bị cáo. Thế nhưng viện kiểm sát xét thấy rằng hành vi giết người của bị cáo là hành vi rất dã man, cần phải nghiêm trị, răn đe giáo dục trong toàn xã hội. Vì vậy, viện kiểm sát xin được giữ nguyên quan điểm luận tội của mình dành cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến tranh luận gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Xin mời viện kiểm sát ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Thị Liên có muốn nói thêm gì không? Dạ, con xin lỗi mẹ. Em xin lỗi anh chị. Mong là con không có nhà. Mẹ chăm sóc cháu ngoại mẹ giùm con. Mong anh chị rộng lòng tha thứ cho em. Chăm sóc con em giùm. Đừng để con em phải đi theo con đường của em nữa. Em cảm ơn anh chị. Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thưa chủ tọa,
bị cáo xin chịu sự trừng phạt trước pháp luật. Hội đồng xét xử tuyên án, mời mọi người đứng dậy. Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, lời khai cũng như quá trình tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng của con người được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự, trị an. Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, cần thiết phải có mức án phù hợp nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Liên phạm tội giết người, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên mức án tử hình. Cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, không tìm hướng giải quyết đã làm tan nát mái ấm một gia đình. Và hơn hết ở đây, một số bộ phận giới trẻ đã có sự thay đổi về mặt nhận thức, hành vi, và đặc biệt đó là sự xuống cấp về đạo đức và lối sống. Ngày nay, khi đạo đức, nhận thức, lối sống của giới trẻ biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và dần những bạo lực lên ngôi, thì đó là cả một hệ lụy của việc thiếu quan tâm chăm sóc con cái và giáo dục đạo đức làm người cho lớp trẻ. So với việc dạy chữ, chúng ta cũng nên chú trọng việc dạy làm người cho giới trẻ để tránh những việc do ít xảy ra. Đừng để những hậu quả đau buồn như việc ở trên. Người phạm tội vì chịu sự trừng phạt, nhưng đằng sau đó là cả một nỗi đau mất mát của những người ở lại. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên mức án tử hình. Cho biết bị cáo và bị hại Minh quen nhau bao lâu rồi? Bị cáo Lê Hoài Sang, bị cáo có nghe rõ câu hỏi hay không? Bị cáo Lê Hoài Sang. Bị cáo Lê Hoài Sang. Dạ. Dạ thưa chủ tọa, bị cáo không nghe rõ. Đề nghị bị cáo hãy tập trung. Bị cáo hãy cho biết bị cáo và bị hại Minh quen nhau bao lâu rồi? Thưa chủ tọa, bị cáo và Minh quen nhau được 1 năm. Khi đó anh đi nha, cuốn giúp anh cái rảnh này nha. Đi. À, quên nữa. Chú Tài, chú cho anh mượn cái điện thoại nữa. Điện thoại anh hết trơn tiền. Mà hết mượn cái này tới mượn cái khác, không hiểu anh luôn á. Nè, cầm đi. Đi nha. Đi. Ê, nhớ là không có qua ra quán ông Bảy nhậu nha. Tới làm hả? Dạ, em mới tới làm hôm qua. Vậy em cho anh mấy chai bia đi. Dạ. Anh có muốn dùng thêm gì không? Em cứ đem bia lên trước cho anh được rồi. Chúc anh kêu. Tâm đi, chủ quán này á là bạn chí côn của anh. Em đi làm á mà có ai ăn hiếp em thì em
cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ giải quyết ổn thỏa cho em liền. Dạ. Giờ anh cũng mệt rồi, đây tính tiền cho anh đi anh về. Bạn ơi, tính gì? Nhiêu đây chắc đủ chậu nhậu này, còn nhiêu anh bo cho em luôn. Cảm ơn anh ạ. Dạ nha. Vui không? Bữa nay á, anh có món quà này. Nhắc lại nha, không được hí à. Từ đây ra. Đây. Ôi. Thích không? Dạ thích, đẹp quá à. Để anh đeo cho em. Để tóc ra. Rồi, đẹp lắm luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Mà anh ơi, hồi sáng á, em đi qua cửa hàng nhà bác Hai, em thấy cái điện thoại đẹp lắm luôn á. Anh mua cho em được không? Điện thoại hả? Dạ. Thì chẳng phải... anh mới mua cho em cái điện thoại hả? Điện thoại anh mua cho em là điện thoại mới luôn á. Ừ, cái điện thoại đó màn hình nhỏ xíu à, sao mà coi tivi được. Em thích cái điện thoại màn hình lớn hơn à. Anh mua cho em nha. Anh không có thương em gì hết á, vậy mà anh nói là anh thương em. Anh uống đi anh. Thôi. À, đây em uống đây. Lúc mất như đây á. Dạ. Nó bảo anh về. Ha, không có chuyện. Sao anh thường ghét đi nữa ha. Dạ. Nãy tiền quán anh tính sơn rồi. Thôi anh chỉ gửi tiền anh sẽ cho em nha. Đi nha. Dạ. Anh em, đi à. Đâu mình, đi đâu mình nhận đâu vậy? Xin lỗi. Minh, anh thấy em ngồi với ai mà người ta nắm tay nắm chân em vậy? Trời ơi, nắm tay đâu mình nắm tay, khách hàng đó, họ đưa tiền cho em. Khách nào mà lạ quắc à? Anh không biết mặt luôn á. Ờ, thì anh không biết mặt là đúng rồi. Tại vì là người ta tới buổi sáng, mà anh hay quá ha, bị đặt gan tuông đồ. Sao? Này qua đây chị vậy? Thì hôm nay anh qua đây là anh có cái này cho Minh nè. Ôi, đã quá nhở. Thích đâu? Thích. Trời ơi, có anh là thương em nhất luôn á. Cảm ơn nha. Uống gì không? Em đi lấy. Thôi, anh không cần uống gì đâu. Thì làm bây giờ mình đi uống cà phê nha. Được không? Uống cà phê á hả? Thôi không được rồi. Thôi giờ mà em đi á là bị đuổi việc đó. Thôi đi đi. À, bye bye. Thank you.
Bị cáo không có tiền, vậy bị cáo hãy cho biết bị cáo lấy đâu ra tiền để mua nhiều quà tặng cho bị hại mình. Dạ thưa chủ tọa, khi bị cáo đi làm thuê thì bị cáo có dành dụm được một chút ít tiền. Dạ, bị cáo có mượn thêm của em trai bị cáo. Đi đâu mà tới giờ chưa về nữa, khuya rồi. Dạ, em về tới nhà rồi. Nay đi chơi với anh vui lắm. Em biết rồi, cuối tuần gặp nha. Thương anh nhiều mà. Nha. Minh. Anh đi đâu qua đây vậy? Anh đợi Minh nãy giờ hơn 4 tiếng đồng hồ rồi đó. Minh làm gì mà đi về trễ quá vậy? Thì em đi làm chứ đi đâu. Thiệt không đó? Nè, anh nghi ngờ em đúng không? Anh không tin em hả? Thì anh tin Minh mà, lúc nào anh cũng tin Minh hết á. Thôi được rồi, không có việc gì á thì anh về đi. Tại em cũng mệt rồi, em cần nghỉ ngơi. Minh, anh qua đây á là anh có món quà muốn tặng cho Minh nè. Quà? Đâu? Anh xem đi, thích không? Ôi, đẹp quá vậy. Biết Minh thích bông tai á, cho nên anh mới mua bông tai đó. Thôi, anh về đi. Mình ngủ ngon nha. Dạ. Ôi, anh tới đâu rồi? Em cứ đứng đó đợi anh đúng một phút là anh sẽ tới nha. Một phút thôi. Trời ơi, thì em đang đứng trước nhà đợi anh nè. Đi nhanh nha. Ê Minh, sao dạo này mày phất lên dữ vậy trời? Di chuyện rồi điện thoại rồi đồng hồ. Trời ơi, toàn là hăng xịn không à. Thì ông sang mua cho tao trai. Trời ổng thương mày ghê ha. Mà hôm bữa á, tao nghe nói á là ổng có xưởng may riêng hả? Thì tao cũng nghe nói vậy đó, nhưng mà tao cũng không biết sao nữa, tại tao đâu có hỏi. Thì chắc đúng rồi, cho nên á mới có nhiều tiền mua đồ nhiều cho mày như vậy. Ê, sao không bảo ổng á là đưa về ra mắt gia đình? Thì tao cũng có nói rồi, nhưng mà thấy ổng sao á. Nhưng mà chắc đồ này ta phải kêu ổng về đưa ra mắt mới được. Ai mà dây chuyền của mày á thì đẹp, còn cái áo của mày á thì tao thấy là ngàn năm rồi đó, chẳng phù hợp chút nào hết á. Bảo ông sang á đưa đi mua đồ mới là được rồi, ổng thiếu chi tiền. Thôi được rồi, thôi mày về đi, để tao nói ổng dẫn tao đi mua. Thôi mày về đi nha. Thôi về ha. Bye bye. Bị cáo rất yêu bị hại Minh, vậy tại sao bị cáo lại ra tay sát hại người mình yêu thương? Thưa chủ tọa, cũng bởi vì bị cáo quá yêu Minh. Nhưng mà chắc đồ này ta phải kêu ổng về đưa ra mắt mới được. Cái nhà mày tồi tàn như vậy, không biết em Minh có chê mày nghèo không? Em Minh có chịu cưới mình không? Ủa anh hai, vô nhà chơi anh. À được rồi, bữa nay tôi qua bên chú á thì cũng định nhờ chú chút chuyện. Anh đừng nói anh mượn tiền nha, em hết tiền rồi đó. Không có phải, chú cứ nghĩ tôi vậy hoài à. Tôi tính qua gặp chú á, tính chủ nhật tuần này mượn căn nhà của chú. Ủa anh hai mượn nhà làm gì? Thì tôi cưới vợ thì chủ nhật tuần này là tính dẫn cô ấy về ra mắt, cho nên tính mượn nhà của chú á, được không?
Mà anh hai, theo như em nghĩ á, nếu anh cưới vợ á, là để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống của anh, đúng không? Bây giờ hoàn cảnh gia đình mình á, cũng nghèo khó, chứ đâu có giàu có gì đâu. Nếu mà cô ta chấp nhận hoàn cảnh của mình á, thì cô ta thương anh thật lòng. Còn mà nếu không á, thì em nghĩ á, đó không phải là tình yêu đâu anh hai. Anh cẩn thận á, coi chừng bị gạt đó. Thôi đi chú Tài, chú không cho tôi mượn nhà thì thôi, chứ chú đừng có đặt tiền mà vu khống cô ấy. Cô ấy yêu thương tôi thật lòng, nhất định tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ. Anh hai, anh hai. Ý nghĩ sát hại bị hại Minh xuất hiện từ khi nào trong đầu bị cáo? Bị cáo có sự chuẩn bị nào không? Thưa chú tòa, bị cáo không hề có sự chuẩn bị từ trước. Bị cáo rất là yêu thương Minh, cho nên bị cáo chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sát hại hay là làm tổn thương gì đến Minh hết. Chỉ vì lúc đó Minh, tới nhà anh rồi nè. Đâu? Nhà anh nè. Nhà anh đây á hả? Đúng rồi, nhà anh nè. Đây là cái chuồng vịt thì có. Sao nó kỳ vậy? Anh với tôi đây là một trò đùa đi. Chẳng phải có một xưởng may lớn ở thành phố hay sao? Anh đâu có xưởng may nào đâu. Đây là nhà của anh mà. Vậy thì tiền đâu mà anh mua quà cho tôi? Anh mua điện thoại cho tôi, anh còn cho tôi nữa. Tất cả những tiền á mà anh mua quà cho em á là do anh đi làm rồi anh dành dụm mà có. Dành dụm? Vậy là từ trước tới giờ anh sống trong căn nhà như thế này. Cái tủ lạnh cũng không có, đến cái tivi cũng không. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng đi làm rồi anh để dành tiền, anh sẽ xây một căn nhà thiệt là bự để mình về mình ở với anh. Mình sẽ không sống trong căn nhà này nữa đâu. Sao này rồi bây giờ tôi lấy gì tôi ăn? Tôi gặt đất tôi ăn hả? Tôi tưởng đâu là anh giàu có, anh là chủ một xưởng may, anh có tiền thì tôi mới thương. Nhưng ai về một kẻ nghèo nàn bần hàn như anh thì đừng có mơ mà đụng vào người tôi. Cho anh chút thời gian nữa đi, anh sẽ ráng đi làm, anh sẽ nuôi mình. Mình sẽ không chịu cực khổ, mình không cần phải làm gì hết á. Trước đây tôi tưởng đâu là anh giàu có, tôi lấy anh về tôi được sống trong lụa là nhung gấm, nhưng không ngờ dối trá quá tệ. Mình, em nói cho anh biết, em thương anh là thật. Em không quan tâm tiền bạc, em không quan tâm vật chất. Với lại mình sắp cưới nhau nữa rồi, đúng không? Thương anh, cưới anh. Đừng có nói những cái từ ghê tởm trước mặt tôi nữa. Tôi phải rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Minh. Alo anh hả, anh đang ở đâu vậy? Thì em đi làm từ thiện giúp đỡ những kẻ bần hàn đó mà. Hả? 20 phút nữa? Thôi cũng được. Vậy nha. Bye anh. Em nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với ai thì kệ tôi, liên quan gì đến anh? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Coi đi, coi cho kỹ đi. Đẹp trai không? Người yêu tôi đó, giàu, đẹp trai nữa, mà cho tôi nhiều tiền nữa. Chứ ai á được tiếng mà không có miếng nhanh đâu. Người gì đâu mà đã nghèo mà còn bày đặt cưới vợ nữa chứ. Thiệt tình đó, tôi không hiểu nổi. Tôi không tin được luôn á. Tại sao tôi lại nghĩ là anh là chủ cái xưởng may đó luôn á. Trời, vậy mà tôi cứ tưởng đó là tôi được sống trong nhung lụa chứ. Ai về lại gặp thêm một cái kẻ
nghèo nàn, bần hàn. Nhà gì đâu mà toàn là cái đồ cũ đít. Cái tủ lạnh mà cũng không có. Trời ơi, vậy sao mà sống trời? Tôi vừa mới vô hả? Mà cái người tôi nó muốn thằng thang luôn rồi. Nếu tôi đây là một trò đùa đi, chẳng phải anh có một sự may lớn ở thành phố hay sao? Vậy mà bị đặt bao tiền đồ, làm như là giàu lắm vậy á. Không có tiền thôi đi, còn bị đặt làm màu mè. Đã nghèo mà còn bị đặt làm chức cô gái đồ, bia, rượu, nhậu nhẹt. Cô im đi. Tại sao bị cáo sát hại bị hại Minh rồi mà dẫn đến thắp hương? Bị cáo không sợ mình bị phát hiện hay sao? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất sợ mình bị phát hiện. Nhưng bị cáo lại càng sợ em Minh nằm ngoài đó một mình, cô đơn, lạnh lẽo. Cho nên hằng ngày bị cáo mới lén ra đó để thắp nhang cho Minh. Hai mươi ngày sau khi bị sát hại, thi thể chị Minh mới được người dân địa phương phát hiện. Công an thành phố Cần Thơ nhanh chóng nhập cuộc và khoanh vùng các đối tượng tình nghi. Lê Hoài Sang đã bị bắt giữ 24 giờ sau đó. Lê Hoài Sang đã bắt. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình của em Minh. Mong gia đình hãy tha lỗi cho bị cáo và sớm vượt qua nỗi đau này. Chú Tài, sau này hằng ngày chú nhớ thay anh ra nghĩa trang đi thắp nhang cho Minh. Bây giờ chắc cô ấy cũng đã màu yên mã đẹp, cũng bớt cô đơn lạnh lẽo hơn rồi. Nhắn với cô ấy, anh rất thương cô ấy. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã biết lỗi của mình. Bị cáo sai rồi. Bị cáo xin chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo bất án. Hội đồng xét xử tuyên án, mời mọi người đứng dậy. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo có hành động man rợ, tước đi mạng sống của người mình yêu. Xét thấy cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội, vì thế hội đồng xét xử quyết định áp dụng khoản 1 điều 93 tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Căn chòi mảnh vườn của anh em nhà Tài Sang hôm nay chỉ còn động lại những ký ức buồn. Nơi đây họ đã từng mưu sinh lập nghiệp, trải qua biết bao biến cố, kỷ niệm buồn vui của cuộc đời. Vậy mà giờ đây nó đã trở thành hiện trường chính, nơi lưu dấu đoạn kết kinh hoàng của một vụ án tình gây chấn động dư luận. Vì quan điểm thực dụng, coi trọng vật chất, Minh đã trở thành nạn nhân của cuộc tình chống dánh. Còn Sang, có lẽ giờ đây anh cũng đang dần nhận ra chính tình yêu mù quáng đã dẫn anh đến một bi kịch tình, một bi kịch mà hung thủ cũng chính là nạn nhân. Ăn đi lấy sức mà học. Dạ, cảm ơn rồi. Gán học đi. Dạ. Chỉ có cái học mới thoát khỏi cái nhà mà thôi.
Anh thấy em chịu khó nên anh thương. Vậy đi công chuyện. Công chuyện hay là đi chơi nữa? Đi chơi hay đi công chuyện á, kệ tôi. Con phải lo làm ăn cái gì đi chứ. Mẹ đâu có sống đời mà để lo cho con hoài được. Cái gì vậy? Sống đời? Bà sống dài lắm á. Đừng có lo cái chuyện mà chết chóc ra mà hù tôi nghe. Tôi đi chơi, giờ trễ lắm á. Khỏi đề cửa. Ôi làm gì vậy? Anh lấy xe tao chạy hả? Anh chạy xe kiểu gì kia vậy? Chạy gì đó rồi sao? Hả? Rồi sao? Mày thấy được tôi đang chạy xe hả vậy? Anh đừng có ngang ngược mà không qua đi như vậy nha. Tao thích đó rồi sao? Nè, mày phá đám tao. Anh chưa xin tiền nữa. Đứng hai. Cưng. Cưng. Dễ thương quá à. Cưng. Anh làm cái gì vậy? À, thì dắt trưa anh thấy em đi một mình, tính làm xe ôm chở em về. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần. Anh tránh ra tôi đi đi. Em biết em đang nói chuyện với ai không? Xin lỗi, anh có là ai thì không liên quan tới tôi. Xin anh tránh đường giùm. Nè, rượu mời không muốn uống, muốn rượu phạt. Hả cưng? Hả? À, buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh làm gì vậy? Nè. Ê, tao làm gì kệ tao. Biến mày. Anh không được làm bậy nha. Làm bậy là chạy giá đó. Cái gì? Chạy giá. Ê, anh làm gì vậy? Anh mở ra, công an. Anh có sao không? Thôi, mình đi về đi. Từ đây về sau đừng để gặp mặt hả mày? Nha. Nhìn gì? Hả? Mày nhìn hả? Ôi 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 ôi. Trời, Khánh, con bị sao vậy? Sao quần áo con dơ hầy mà té tua vậy? À, con sao đâu, con bị té thôi à, không sao đâu má. Phải không, phải té xe không, hay là đi gây lộn với người ta? Dạ, con bị té à, không sao đâu. Hả? Khánh, Khánh. Dạ, em chào anh. Bạn em hả? Dạ, bạn em. Thôi hai đứa nói chuyện nha, đi vô. Dạ. Ê, mày đậu rồi. Đậu đại học rồi.
tao đậu rồi. Đậu, đậu hết rồi, lớp mình đậu hết. Yeah, con đậu đại học rồi ba mẹ ơi. Con sắp đại hiếu với ba mẹ rồi. Này, đây này. Đây nè, giá bao điểm nè. Hai trường. Yeah. Cảm ơn mày nha. Bị cáo còn rất trẻ, lại được học hành đàng hoàng. Bị cáo là niềm hy vọng của cả gia đình. Vậy tại sao bị cáo lại ra tay sát hại bị hại nhất như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, lúc đó bị cáo bị nhất đuổi đánh. Bị cáo chỉ tự vệ thôi, nên bị cáo lỡ tay đâm trúng anh nhất. Má ơi! Đi về con. Dạ, tối nay cho con đi chơi với bạn nha má. Đi chơi với bạn có chuyện gì? Tụi con đi ăn mừng đầu đại học. Ừ, thôi nhớ về sớm nha. Dạ, con đi nha má. À là Khánh, Khánh. Dạ. Nè. Dạ thôi, con không lấy đâu má. Cầm đi, đi uống nước với bạn. Con còn tiền. Thôi cầm đi uống nước với bạn bè. Đi đi, nha. Dạ. Nhớ về sớm đó. Dạ, con biết rồi. Đi đi con. Con đi nha má. Trời ơi cái thằng này. Nhớ về sớm nha con. Vì Nam ơi, Vì Nam. Vì Nam ơi. Ơi. Có đây. Cái gì kêu néo ôm sùm vậy tụi bay? À cho con ba chai nha đam đặc biệt nha. Rồi, ba chai nha đam đặc biệt có liền. Kêu gì thêm nữa không tụi bay? Dạ không Vì Nam ơi, tụi con có mang bưởi rồi. Rồi. Bán cho tụi bay riết cắt tao dẹp tiệm luôn quá. Thôi mà Vì Nam, Vì Nam đừng giận tụi con mà. Tụi con đâu có nhiều tiền đâu. Tao nói giỡn vậy thôi. Chứ tụi bay lo học hành á, tao thương không hết, giận hờn gì. Dạ, dạ. Để chờ chút nha, tao lấy cha đàn ra cho. Dạ. Cho tôi chai nước mà Năm ơi. Ủa? Em ngồi đây hả? Công nhận có duyên thiệt. Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra đi. Em, mình quen nhau chứ có xa lạ gì đâu. Gặp anh á, em lạnh nhạt hoài à. Anh đừng có chọc bạn em nữa. Ê, tao chọc bạn mày hồi nào? Đính chính cho mày biết. Đây là Nga, bạn gái của tao. Anh nói cái gì kỳ vậy? Ai là bạn gái của anh? Thì em là bạn gái của anh chứ ai. Nè, em nhìn đi. Ở đây á, có ai đẹp bằng em đâu. Em mới xứng đáng là bạn gái của anh. Chứ không lẽ mà Năm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi nha, mày đừng có kiếm chuyện với tụi nó nữa nha. Để yên cho tụi nó học hành đi. Tối ngày cứ đi phá làng phá xóm không à. Mày đừng tới bán tao nữa nha mày. Bà. Thôi tụi bay á, lo đi về đi. Ở nhà ba má trông á. Dạ. Đi về đi. Dạ, dạ. Con gửi tiền gì đâu. Chào chị Năm về. Chị luôn gì Năm. Chào em. Dễ thương quá. Thế nào, em cũng thuộc chị anh hơn Nga. Đây. Bà Năm. Bà Béo ơi. Béo. Bà nha. Bà có muốn yên ổn buôn bán không? Bà Nga bà phá đám tôi hả? Ờ mà thôi, bữa nay tôi có bạn gái đẹp về nên tôi tha cho bà đó. Ủa cái thằng này. Ê, trả tiền nước cho tao mày. Chưa có uống luôn bà nội. Tao nói mày trả tiền nước á là tiền nước mấy đợt trước mày thiếu tao kìa. À quên, tính đi. Rồi ngày này năm sau á tôi trả cho bà. Hả, đồ quỷ sứ. Tối ngày đi ăn quỵt không à. Thiệt tình. Tội nghiệp cho bà Vũ ghê đi. Ăn ở hiền lành mà có thằng con trời đánh khách đâm. Hứ.
cái ông Nhất đó ngoan cố quá à. Ừ, tối ngày ông cứ kiếm chuyện mình hoài à. Ừ, mà mình nên né ổng ra đi, không thôi á có ngày mang quả đó. Nhà thấy lo lo sao á. Ừ, ờ Khanh biết rồi. Ôi, ôi ôi, công nhận mình có duyên thiệt. Rốt cuộc là anh muốn cái gì đấy hả? Anh muốn là bạn gái anh. Anh yêu em Nga ơi. Đừng có mơ. Là bạn gái anh đi mà. Bỏ ra, buông tao ra. Anh muốn bạn. Buông tao ra. Chó, ba đánh ngoài mày, ha? Anh làm cái gì vậy hả? Anh bỏ bạn tôi ra. Em xin anh mà, anh tha cho tụi em đi anh. Được, tao sẽ tha cho mày. Anh ơi, anh tha cho bạn em đi anh. Anh ơi, anh tha cho bạn em đi. Anh bỏ bạn em ra đi anh. Ông chết rồi Khánh ơi. Trời ơi, tôi đã giết người rồi sao? Chị ơi, con dại cái mang, hôm nay em tới đây để xin lỗi gia đình nhà chị. Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi chị, không người mẹ nào chịu được cái cảnh mất con như vậy. Cháu nó cũng đã đối mặt với lại bản án mà cháu đã gây ra rồi chị ơi. 1000 lần á, tôi xin gia đình chị tha lỗi cho mẹ con tôi. Hội đồng xét xử cho mời nhân chứng. Mời cô Thương Nga đứng dậy trả lời. Sự việc hôm đó có đúng như những gì bị cáo kể hay không? Dạ đúng thưa hội đồng xét xử. Lúc đó anh Nhất ngoan cố không chịu buông tha. Khanh cũng chỉ vì tự vệ, Khanh không có ý định với anh Nhất, tất cả là do tôi. Tòa cho mời đại diện phía gia đình bị hại, mời bà Vũ đứng lên trả lời. Tại sao bà lại làm đơn xin giảm án cho bị cáo? Dạ thưa quý tòa, nhà bị cáo với nhà tôi chung một xóm nên tôi biết rất rõ bị cáo. Khánh là một đứa ngoan ngoãn hiền lành. Lòng người mẹ nào mà không đau xót khi mất đi mãi mãi đứa con ruột thịt của mình. Với lại sự việc xảy ra cũng một phần là do lỗi của con tôi. Mời bà ngồi xuống.
Nhất ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể nào nhìn một người phụ nữ khác cũng mang nỗi đau mất con như mẹ. Con hãy hiểu cho việc làm này của mẹ nha con. Hội đồng xét xử xin mời luật sư bào chữa. Kính thưa hội đồng xét xử, việc bị cáo đã gây ra cái chết cho bị hại là hoàn toàn vô ý. Chỉ vì muốn tự vệ cho bản thân của mình và bảo vệ cho bạn của mình trước sự tấn công. Và trong lúc giằng co thì vô tình con dao đã đâm trúng bị hại. Và căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ theo điều 46, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm C phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và điểm B điều 46, người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Và tại phiên tòa ngày hôm nay, gia đình bị hại cũng đã gửi đơn lên tòa án để xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Và tôi cũng mong tòa án hãy ghi nhận và xem xét tình tiết này theo khoản 2 điều 46 để có thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tôi xin hết. Mời luật sư ngồi xuống. Hội đồng xét xử vào trong nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Đề nghị mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Căn cứ vào những chứng cứ, lời khai có trong hồ sơ vụ án cùng với nội dung phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 96 Bộ luật hình sự năm 1999 tuyên phạt bị cáo Trần Vĩ Khánh 19 tháng 18 ngày tù giam. Như vậy, bị cáo được phóng thích ngay tại tòa vì thời gian bản án bằng thời gian tạm giam. Con tha thứ cho con.